Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin thu hút sự chú ý lớn của dư luận vài ngày qua liên quan đến nữ doanh nhân của khu du lịch Đại Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục lấy lời khai và thu thập chứng cứ để điều tra mở rộng đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng, người vừa bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Và trong quá trình điều tra thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác định từ tháng 3 năm 2021 đến trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng tổng cộng 12 kênh mạng xã hội YouTube, Facebook hay là TikTok để livestream xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Quá trình bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng đã bị các đối tượng chống đối ở nước ngoài lợi dụng. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin. Cụ thể, trong vòng hơn một năm qua, bà Hằng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương mời lên làm việc lập biên bản vì có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm, nhục mạ người khác. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2021, bà Hằng bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Từ tháng 2 năm 2022 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã 4 lần mời bà Hằng lên để làm việc, nhắc nhở, khuyến cáo không được tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn không chấp hành mà còn tiếp tục tỏ thái độ thách thức và chống đối. Cũng xin được thông tin thêm với quý vị là theo nguồn tin của báo điện tử Tiền Phong, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Nguyễn Phương Hằng có liên quan trực tiếp đến đơn thư tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng, làm rõ những người tiếp tay cung cấp tài liệu, đạo diễn, lên kịch bản cho bị can Nguyễn Phương Hằng trong những buổi livestream có nội dung xúc phạm, bôi nhọ người khác, làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi livestream này. Một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay thì những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ nhưng mà phải nhập viện vì bệnh nền chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy mà kiểm soát tốt bệnh nền trong làn sóng Omicron này rất quan trọng để có thể vượt qua được giai đoạn F0. Và theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, triệu chứng của người mắc COVID-19 biến chủng Omicron là những triệu chứng bệnh hô hấp thông thường giống như bệnh cảm. Vì vậy, nếu thấy có triệu chứng gì khác lạ, nhất là giống với những lần trước bệnh nền trỗi dậy thì phải đi khám ngay, tuyệt đối không chờ hết COVID-19 mới đi khám nền. Chia sẻ với báo Người Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết lời khuyên dành cho người có bệnh nền, dù cao tuổi hay còn trẻ, là khi phát hiện mình mắc COVID-19 thì nên báo với y tế địa phương và bình tĩnh, bởi lẽ người bệnh nền hay không thì đến nay hầu hết đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ mũi rồi. Sau khi bác sĩ đánh giá sức khỏe, người bệnh nền thường được cấp thuốc kháng virus Monopiravir. Thuốc được cấp thì nên uống, không nên sợ ảnh hưởng đến bệnh nền. Thậm chí người càng có bệnh nền càng nên uống thuốc này để giảm nguy cơ phải nhập viện. Thường thì người uống Monopiravir sẽ bị hành khoảng 3 liều đầu trong khoảng 1 ngày rưỡi đầu. Vì thuốc kháng virus là vậy, ai cũng gặp chứ không riêng gì người bệnh nền. Sau đó khi cơ thể quen thuốc dùng nạp tốt thì sẽ hết tình trạng này. Bị hành cũng chỉ là cảm giác đầy bụng, hơi biếng ăn. Bệnh nhân phải duy trì nghiêm ngặt thuốc điều trị bệnh nền đang uống. Các thuốc này không ảnh hưởng xấu tới bệnh COVID-19, cũng không tương tác bất lợi với Monopiravir. Ngược lại, ngưng thuốc thì mới dễ trở nặng cả bệnh nền lẫn COVID-19, mới dễ nhập viện. Thưa quý vị, giá xăng dầu leo thang ảnh hưởng đến đời sống của người dân và để ứng phó trước mắt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Và theo giáo sư Đào Trọng Thi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục, các quy định pháp luật của ta thì luôn chạy theo thực tiễn cuộc sống. Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Đại Đoàn Kết, giáo sư Đào Trọng Thi cho rằng sáng kiến ở đâu cũng có, nhưng sáng kiến của các đại biểu Quốc hội nằm ở tầm xây dựng pháp luật và chính sách, nghĩa là tầm vĩ mô, chứ không giải quyết các sự vụ cụ thể. Bởi vậy, số sáng kiến không nhiều. Thực tế, mỗi khóa và hàng năm Quốc hội đều có nội dung liên quan đến xây dựng chính sách pháp luật. Mỗi ủy ban và mỗi đại biểu Quốc hội có thể đề xuất đưa vào chương trình làm luật với Quốc hội. Chưa kể còn sửa luật theo định kỳ, vì sau một thời gian được thực hiện thấy bất cập thì phải sửa đổi. Cho nên ý kiến đề xuất xây dựng các luật mới hay sửa đổi các luật lớn là có, nhưng không nhiều. Các quy định pháp luật của ta luôn chạy theo thực tiễn là do tình hình thực tế pháp luật của ta chưa ổn định. Ví dụ năm nay ra quy định này là phù hợp, nhưng nửa năm sau đã không còn phù hợp. Đơn cử như mức phạt về vi phạm giao thông của ta, dù đã tăng lên rất nhiều nhưng sau một thời gian vẫn thấy chưa đủ sức răn đe.
Lý do là tiền quy lương thực tế của người dân Việt Nam với mức phạt đó thì cũng tương đương với mức phạt ở các nước thế giới, vì lương của họ cao, còn lương của ta thấp. Giáo sư Đào Trọng Thi cũng bày tỏ quan điểm, trước khi ban hành chính sách cần lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nghe và có thái độ cầu thị nhưng cũng phải biết cách nghe để nghe được cái đúng. Vì người góp ý rất đa dạng, có người góp ý đúng, có người chưa đúng, có người góp ý xây dựng nhưng cũng có người góp ý không chân thành, cho nên nghe và tiếp thu như thế nào cũng là một vấn đề, vì thế cần biết cách nghe để lựa chọn cho đúng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, làm cho người đi xe máy 29 tuổi quê tại huyện Phù Mỹ, Bình Định tử vong tại chỗ. Người nhà nạn nhân có phản ánh tới báo Thanh Niên rằng gia đình nạn nhân đã bị xe cấp cứu tình thương không đồng chém đến 40 triệu đồng khi vận chuyển thi thể về Bình Định. Cụ thể, theo anh Nguyễn Trung Lập, anh rể của nạn nhân, sau khi liên hệ với anh Quốc Đạt, đội trưởng đội SOS 115 tỉnh Bình Định, nhờ hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về mai táng, anh Đạt kết nối giới thiệu với một người tên Tèo quê ở Bình Định đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ mai táng không đồng. Lúc đầu qua giới thiệu và Tèo nói là xe cứu thương hỗ trợ không đồng nên gia đình yên tâm. Nhưng khi hoàn tất thủ tục tẩm liệm vào hòm, đưa lên xe thì tài xế xe cứu thương báo tổng chi phí là 40 triệu đồng. Gia đình đành phải chấp nhận vì đưa vô thế những khó khăn, không chấp nhận thì sẽ không biết cách nào để đưa thi thể của em trai về. Sau khi người nhà hỏi về chuyện mai táng không đồng thì tài xế này trả lời nếu dịch vụ trở về quê bình thường thì sẽ tốn hết 50 triệu đồng, nhưng vì hỗ trợ gia đình nên mới lấy 39,8 triệu đồng. Vâng, cũng xin nói thêm là trao đổi với phóng viên Thanh Niên, trại hòm dịch vụ mai táng kiêm vận chuyển thi thể đi các tỉnh cho biết là các dịch vụ thường dùng quan tài tẩm liệm cho nạn nhân vụ tai nạn thì chỉ khoảng 3 triệu đồng. Giá vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiền phát sinh bồi dưỡng cho anh em sẽ rơi vào khoảng 4 triệu đồng. Như vậy là tổng chi phí gia đình phải trả cao nhất chỉ khoảng 12 triệu đồng. Việc chi phí lên tới 40 triệu đồng mới có thể đưa thi thể về đến nhà có phải là cái giá cắt cổ hay không sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo như lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao ở các khu công nghiệp Đà Nẵng, sau Tết Nguyên đán thì nhiều doanh nghiệp đã phải đỏ mắt đi tìm lao động. Nay thì số công nhân mắc COVID-19 tăng chẳng khác gì là cú đấm bồi khiến cho các công ty lao đao. Và theo đại diện công ty TP khu công nghiệp Khánh Hòa thừa nhận tuyển dụng lao động mới để các dây chuyền không bị gián đoạn là phương án tốt nhất, nhưng thực tế không hề đơn giản. Thời điểm trước dịch, việc tuyển thêm công nhân thời vụ không quá khó khăn bởi lực lượng lao động từ các tỉnh, thành phố về Đà Nẵng khá đông. Tuy nhiên, hiện tại để tìm được lao động thay thế thì khá chật vật, không khác nào cọc đi tìm trâu. Báo điện tử VTC News đưa tin. Cụ thể, trước thực trạng thiếu hụt nguồn lao động này, ngay sau Tết, hơn 80 công ty doanh nghiệp tại Đà Nẵng phải đăng ký tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng tổ chức. Dù nhu cầu tuyển dụng rất lớn, nhưng kết thúc phiên giao dịch, các doanh nghiệp chỉ tuyển được hơn 100 vị trí làm việc. Theo ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng, lực lượng lao động còn rất lớn nhưng nhiều người, nhất là những người trẻ không mặn mà với công việc tại các khu công nghiệp, nên các phiên giao dịch khát người khớp việc. Các doanh nghiệp gặp khó trong tìm lao động trẻ.